Việt Nam ICTCOM 2016 là ngày hội quốc tế lớn về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2016. Đây là sự kiện kết hợp triển lãm về sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông với các diễn đàn chính sách và hội thảo chuyên đề về các vấn đề nóng mang tính thời sự của ngành thông tin và truyền thông tại Việt Nam trong năm 2016. Việt Nam ICTCOM 2016 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm được tổ chức với hàng trăm gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông đến từ nhiều vùng, quốc gia, lãnh thổ khác nhau. Sự kiện này là nơi hội tụ những công nghệ hiện đại, các xu hướng tân tiến, những sản phẩm dịch vụ mới sẽ làm thay đổi thế giới ICT như Big Data, Internet of Things, an ninh mạng, giao thông thông minh hay bệnh viện điện tử. Triển lãm ICTCOM được xây dựng với mục tiêu là tạo một sàn giao dịch cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông, có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi, cập nhật những công nghệ mới nhất để xây dựng doanh nghiệp của mình phát triển lớn mạnh hơn và sẵn sàng trước thềm TPP. Nhiều đơn vị lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam đều góp mặt tại sự kiện với những giải pháp công nghệ mới nhất. Đại diện đến từ VNPT Technology đã giới thiệu tới khách hàng, đối tác những sản phẩm giải pháp công nghệ mới nhất như nền tảng IoT, Internet of Things với tên gọi Smart Connected Platform, viết tắt là SCP. Đây là một nền tảng mở và duy nhất kết nối vạn vật cung cấp dịch vụ end-to-end. Một thiết bị mới sau khi đã được chứng thực bởi SCP cũng sẽ tương thích với tất cả ứng dụng mà một cộng đồng phát triển. IoT thì là một cái xu hướng công nghệ mới nhưng mà rất là nóng trong thời gian gần đây. Và hầu hết các cái hãng công nghệ lớn trên thế giới đều theo đuổi. Và một loạt các cái, bây giờ chúng ta có thể chứng kiến các cái nước tiên tiến, người ta đã bắt đầu đưa IoT vào trong cuộc sống. Chúng tôi không phát triển những cái ứng dụng riêng lẻ, mà chúng tôi phát triển một cái nền tảng IoT. Và trên cái nền tảng đấy là cái nền tảng mở để cho có thể, chúng tôi cũng muốn kêu gọi cộng đồng tham gia phát triển, bao gồm các nhà phát triển phần mềm, các nhà phát triển ứng dụng, nội dung và các cái nhà sản xuất thiết bị. Để cùng chúng tôi xây dựng cái giải pháp IoT toàn diện cho Việt Nam. Được tổ chức với tiêu chí hợp tác, phát triển, thành công, Việt Nam ICTCOM 2016 là triển lãm có quy mô lớn và nội dung phong phú, đa dạng về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2016. Ngày hôm nay tôi cũng rất là mừng là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một cái nền tảng công nghệ IoT đầu tiên của Việt Nam mà do VNPT Technology phát triển. Thì đây là một cái bước tiến công nghệ đột phá của Việt Nam cũng như là của thế giới. Thực ra là trên thế giới cũng không có nhiều công ty có thể làm được nền tảng như này đâu.